nói vậy mà nghe được. Tôi với bảy nè, bảy không nhớ gì sao bảy? Hùng nói cho bảy nghe đi, nếu mà lớn lên á thì Hùng ước mơ Hùng sẽ làm cái gì? Hùng được là phi công lái máy bay vút lên trời e luôn. Trời ơi, mơ gì mà cao mà xa như vậy, bay tận tới bầu trời. Mỗi lần muốn gặp Hùng chắc khó lắm mà. Còn bảy, bảy ước mơ gì? Thì đó, bảy nói rồi, bảy muốn làm ca sĩ, bảy muốn ca để mọi người biết tới, bảy muốn ca để thả hồn vào trong cái bài ca đó. Nhưng mà rất tiếc là cái giọng của bảy không được hay lắm. Không có cười nha. Thì đúng rồi, hồi nãy Hùng tính nghĩ là bảy nên đổi ước mơ đi. Mà Hùng ơi, thì viết đâu rồi? Nói nghe này nè. Hùng á, có thể là năm sau đó bảy không có gặp Hùng nữa. Sao vậy? Không biết năm sau á, bảy còn được đến trường, đến lớp để gặp lại bạn bè, gặp được Hùng không? Tại vì á, ba của bảy nói á là nhà của mình nghèo lắm, mà bảy là con gái, học làm cái gì mà phải chi á, bảy học giỏi sao? Bảy học học có giỏi thì trước sau cũng lấy chồng, rồi chồng nuôi. Thôi học chi tốn tiền. Cho nên á, có thể là năm sau bảy nghỉ học. Nghỉ học rồi cũng không biết làm cái gì nữa, nhưng mà có thể là bảy sẽ không còn gặp Hùng nữa. Thì đó, bởi vậy nên là mỗi lần mà hè tới chia tay nhau, mình ưa có mấy cái lưu bút nè. Bây giờ ước mơ và những cái gì mà bảy muốn nhắn nhủ á, bảy cứ ghi hết vô đây đi. Nói nghe nè, cho dù á là mình không còn được chung trường, mình xa nhau, nhưng mà lúc nào tim mình cũng thuộc về nhau. Hai đứa mình cũng giống như là đôi chim liền cánh, đôi cây liền cành. Trời ơi, chim liền cánh đồ này nọ dữ quá vậy ta. Hùng muốn làm con chim màu gì? Hùng hả? Đàn ông mạnh mẽ là màu đỏ đi. Nếu Hùng làm con chim màu đỏ thì bảy sẽ làm một con chim màu xanh. Con chim màu xanh kìa, bảy nhìn lên trời đi. Đó, có đôi chim trên trời đang bay giống tụi mình kìa. Ý, một con chim màu đỏ là Hùng đó. Chim màu xanh nè là của bảy kìa. Đó, đó, đôi chim nó bay, bay thật xa, nhưng lúc nào cũng bay chung với nhau. Thì đó, tụi mình mãi mãi là những người bạn của nhau. Nghe bài. Quay đều, quay đều, quay đều, mối tình ngày xưa yêu dấu. Quay đều, quay đều, quay đều, nhớ hoài những phong xe. Quay đều, quay đều, quay đều. Đó, kỷ niệm thời học sinh mới đây á, mà qua ma quá. Đẹp quá phải không anh Hùng? Anh nhớ lại anh cười hả anh Hùng? Anh Hùng à? Hả? Hả? Ủa, anh nhớ về kỷ niệm học sinh mà sao anh vui quá anh cười? Nhớ lúc đó bãi bận cáo dài trắng duyên dáng lắm. Lỡ mới ngồi cái bắt chéo qua vậy nè. Tôi lấy xe đạp tôi chở bãi bãi bãi, nhớ không? Nhớ. Bữa đó áo dài cuốn vô dây sơn. Té sập mặt luôn. Bởi vậy mới đi trồng răng giả nè. Trời ơi, sao cái chuyện quá khứ bạn còn nhớ hay vậy. Nè, còn có cái này hay hơn nữa nè. Tự nhiên nãy cái tôi chợt nhớ, cái tôi lấy cái cuốn sổ lưu bút ngày xưa của tôi nè, tôi ra tôi coi. Lưu bút ngày xanh ghi lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Ghi gì trống quên trơn rồi, lâu quá. Thì dĩ nhiên làm sao bạn nhớ được. Ngày xưa ấy trong lòng bao mái trường, vật kỷ hôm nay gửi về anh coi đó. Mình cùng hai con chim 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 chim, mình cùng hai con chim 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 chim. Hai con chim. Nhớ không? Mà bảy ca hai con chim chìm. Thì tại vì cái tông đó nó vậy. Tôi tưởng có một con chim chìm dưới nước chứ. Mà anh nhớ không? Ôi, thời gian tuy có phai màu, thời gian tuy có phôi phai, nhưng hình ảnh hai con gà ác vẫn không thay đổi. Bỏ bỏ bỏ, con chim mà. Đâu là chim đâu? Anh coi sao vậy? Nè anh nhớ không? Anh nè,
anh con chim màu đỏ. À đúng rồi, con chim đỏ sao giống gà ác quá. Đỏ, bảy nè, bảy có trái tim nè, bảy con chim màu xanh. Con chim màu xanh có trái tim. Đó. Rồi tôi là con chim nào? Bà. Ủa. Tự nhiên cái chuyện hồi đó tôi với bãi làm gì có bà đâu chen vô mà đầu có con chim nào kỷ niệm đồ ha. Kỷ niệm đau nha. Gì vậy? Bà làm cái gì vậy hả? Đưa mượn con sổ. Bà chen ngang cái dòng tư tưởng của tôi với bãi, mượn sổ làm gì? Tôi coi hai cái con chim đó. Đây tôi cầm cho coi nè. Đây. Nè. Chim nè đó. Nè, coi đi, coi đi. Thì đưa coi đi. Coi lại đất của người ta. Kỷ niệm là đất chim của người ta. Đưa con sổ đi. Ông bà làm gì vậy? Xé cho bạn chặn hai con chim đó đi. Tôi vẽ con chim khác. Bà vẽ. Tự nhiên cái vẽ con chim khác. Tôi vẽ, tôi dán vô cái người ta đó. Bà làm mất cái sự lãng mạn từ học trò ta. Tự nhiên cái hai con chim ta nhỏ nhắn xinh đẹp. Cái bài bà nhảy bà chen giữa. Bà nhìn giống như là y như là con gà mái dầu vậy đó. Nè nha. Ông không có được nói cho năng cái chữ đó nha. Tôi mà đụng. Đưa đây. Đi vô nhà. Tôi quyết định rồi. Tôi không có vô, tự nhiên đẩy tôi vô. Bảy vô nhà đi bảy. Bà đi vô nhà. Trời ơi. Tức quá trời trời. Anh lại em mới chinh. Đi vô nhà. Bây giờ ông muốn vậy. Tôi muốn bà đi vô nhà. Trời ơi. Anh Hùng ơi. Anh Hùng ơi. Đâu đây? Tìm ai? Đi qua đây tôi tìm anh Hùng, tôi tìm bà làm cái gì? Lại đi về. Cái gì vậy? Kể từ đây, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở.